Hello tất cả anh em nha, và chào Monero quay trở lại với channel của mình là Bisugi đây. Và chào Monero quay trở lại với cái series mà Bisugi cho đứa cho chân lý mùa 5.5 này anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tiếp tục đến với những cái thử thách cũng như là những cái tưởng mà anh em đặt ra cho mình nha. Nên nếu như mà anh em muốn làm gì á thì hãy cứ bình luận ở phía dưới, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua Facebook của mình á. Mình có để link ở dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận ở đây mà. Anh em chỉ cần cái xuống dưới là thấy rồi nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách là rất là nhiều anh em đưa ra ý kiến cho mình luôn á, đó chính là con Jesus sát thủ nha. Tại sao hôm nay mình mới làm? Tại vì hôm nay á là cái trận này ít người đánh Jesus là thứ nhất nè, thứ hai á, cái điều quan trọng nhất luôn anh em ơi, đó chính là cái găng sát thủ này nó ra cho mình quá sớm đi. Tại vì nếu mà nó ra quá trễ á, thì mình sẽ không chốt được cái đồ hình. Thứ hai là mình sẽ không con được Jesus 3, và thứ ba là con Jesus mình nó, nếu như mình nó ra cái biến sát thủ trễ á, thì nó sẽ không được thể hiện nhiều. Còn cái trận này á, thì ít người đánh Jesus là thứ nhất nè, thứ hai là cái găng này nó ra sớm anh em ơi, nên mình chốt được luôn là mình sẽ làm con nào quá. Lên tí nữa là mình sẽ lên level 7, level 8 á, mình slow rồi mình kiếm Jesus 3 nha. Trận này là vẫn có người chơi Jesus nha anh em ơi, nhưng mà ít thôi, tại vì Jesus là tướng hot mà. Trận này mà không có người chơi thì nó mới lạ đó. Không có người chơi nó mới lạ, còn có người chơi là quá bình thường thôi, nhưng mà được cái là trận này ít người chơi. Đó. Thì mình sẽ cố gắng mình kiếm cho Jesus một cái cung bay ti, hoặc là thêm một cái món đồ hồi máu như là bàn tay công lý, hoặc là hít kiếm, hoặc là nếu như mà đẹp nhất thì cứ full dam mà vẽ thôi anh em ơi. Nhưng mà khi anh em chơi sát thủ á, thì mình hạn chế hoặc là không nên là ghép găng bả thạch chơi sát thủ nha. Chỉ cần cho nó một cái vô cực thôi là đủ anh em ạ. Tại vì sát thủ á, cái nội tại của nó là có chí mạng skill rồi, nên cái găng bả thạch anh em ghép vào là phí đồ thôi, nó chỉ cộng thêm sát thương phép thôi. Còn cái nội tại của cái găng á, với lại là cái nội tại của sát thủ á, là nó giống nhau nha. Nên anh em chơi sát thủ á, thì là chỉ cần ghép cho nó là một cái vô cực thôi, là nó vừa chí mạng skill, nó vừa chí mạng tốc đánh, với lại là gấp đôi sát thương luôn rồi á. Còn cái món đồ tiếp theo cho Jesus thì mình đang cố gắng mình kiếm cho nó một qua là hồi phục, còn hai là tốc đánh, còn nếu mà ngon nhất á là cái ba ti nha. Tại vì trong tất cả các meta của Jesus luôn anh em ạ, từ meta Jesus bình thường hay là đến Jesus biến thể các kiểu á, thì cái món đồ mà bắt buộc có cho Jesus để cho nó carry với lại là carry tên bạn nhanh đó, đó chính là cái ba ti. Tại vì nó gây tới tận là 75% gọi là cái lượng sát thương mà Jesus sát thủ nó chém thì thôi, chứ chắc mình không biết diễn tả như thế nào nên đúng rồi, chắc là mạnh lắm đây. Tại vì mình đã có từng làm Jesus kỵ sĩ rồi nha, nó vừa lướt nó vừa chém luôn anh em ạ, kiểu như là anh em Jesus mà EQ chém á, nhìn nó y hệt như vậy luôn á, với lại là nó sẽ không bị tù á. Đó, mình có làm rất là nhiều đồ dị nè, thử thách nè, cũng như là meta nè ở trên kênh mình á. Anh em nào mà muốn xem thì người ta bấm vào phần video xem nha, hoặc là anh em nào muốn cập nhật những cái video gọi là mới nhất á, thì có thể bấm đăng ký kênh, bấm cái chuông nữa nhé anh em ơi. Còn em nào mà muốn ủng hộ cho mình thì đừng quên bấm like nha, đó là nguồn động lực rất là lớn luôn để cho mình tiếp tục thực hiện những video thật là chất lượng hơn mỗi ngày, và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Rồi mình sẽ cố gắng mình up tiền rồi lên level cái. Mình không hiểu tại sao mà level 5 nó ra cho mình, hồi nãy là nó ra cho mình là 5 con Big Fortune chứ anh em ơi, 5 con á chứ không phải là 3 con đâu. Không phải là 5 con cho một lúc, nhưng mà ở level 5 á, nó cứ sau mỗi round nó cứ lại ra một hai con, nó cứ lại ra một hai con anh em ạ. Xong rồi nó ra tận 5 con luôn, mình phải bán bớt Big Fortune luôn á. Mà level 5 nó ra nhiều thật ấy, mà Big Fortune là tướng 3 vàng đấy chứ. Nếu mà nó tự ra Jesus thì đỡ biết mấy hơn anh em ơi. Tự nhiên level 5 mà có 5, 3, 4 Jesus thì quá sướng rồi. Mình đang tạm cho con Big Fortune này nó cầm đồ anh em ạ, tại vì nó lên được 2 sao là sớm nhất. Thứ hai là bắn thì cũng khá là đau. Mình có làm thử con Big Fortune đồ one shot á, anh em nào xem chưa ta? Bắn phải gọi là cực kỳ chất lượng đúng không? Bắn phát là tem bản bốc hơi là 5-6 thằng. Tại vì cái mưa đạn á là nó sẽ không bị có... Ui ngon! Vừa găng vừa cung bay ti luôn à, chắc chắn là mình lấy cung rồi anh em ơi. Uầy, ra đồ đúng chuẩn nha cho Jesus luôn á, vừa bàn tay cung lý ánh sáng, vừa ba ti ánh sáng luôn. Lấy món đồ nào cũng ngon, nhưng mà chắc chắn là chơi Jesus thì ưu tiên ba ti nha, chém cho nó lực. Giờ đồ hình thì cũng đã đầy đủ hết rồi, sát thủ, ma sứ hay là cái gì cũng có rồi, đồ trang bị các kiểu, nhưng mà chỉ thiếu đúng mỗi Jesus. Cay thật chứ. Cố gắng chờ đây, level 6 mà không ra Jesus nó cũng hơi kỳ. Mình sẽ slow roll đến level 7 nha. Nếu như mà mình level 7 nó không ra thì chịu thôi.
Cung Jesu này thì anh em thích thì Ronaldo level 8 hoặc là level 7 gì cũng được á, tùy vào anh em mà, tại vì tỷ lệ nó cũng giống xem nhau chứ nó không có lệch nhau cho mấy. Anh Ronaldo level nào cũng được. Thua sấp mặt luôn, 42 máu. Sao không thua còn 40 máu luôn đi trời. Thua còn 40 máu rồi tôi lấy cái hộp quà luôn. Cái đội hình này ăn sói nổi không ta? Sợ sói nó cạp cúc luôn quá. Cái ra mà mình thua nhiều nhất á là cái ra người đá, mà còn cái ra mà mình thua gọi là nhiều thứ nhì á, mà chỉ có thể là hai cái rau này là mới thua được, chứ mấy cái rau khác là không có thua được nha anh em ơi. Đó chính là rau sói nha, rau sói là thua thứ nhì, ra người đá là thua nhiều nhất luôn á. Ôi không ra đồ. Ôi lạ rốt với Fortune cay không, nóc tuôn hai luôn rồi nè, sát thủ là bốn sát thủ luôn rồi nè, còn Jesu đâu, Dana luôn rồi nè, đây rồi, cuối cùng cũng ra được một em Jesu, mừng vác cái đái á, bán mấy pha tôn luôn rồi đây mà, rồi bỏ Dana vào kích bốn sát thủ cái nhẹ nha, giờ muốn mà sáu sát thủ á là phải có thêm Vigo nữa em ơi, phải có thêm Vigo nữa, nhưng mà nếu mà muốn sáu sát thủ thì phải lên level 8. Level 8 hoặc là level 9 gì đó. Ông này Nili đồ ác vậy. Hồi mấy ngày trước đó là mình cũng có làm một cái meta về Jesu mà biến thể anh em ơi. Đồ là vô cực ánh sáng nè, rồi găng bảo thạch, rồi party á. Nó chém gánh tem carry thì thôi rồi luôn á. Meta leo răng cực ác á. Anh em nào mà chui xem thì người ta bấm vào lại cái phần video của mình mới đăng xem nha. Mới đăng luôn anh em ơi, và mới có vài ngày trước hay sao á, cũng không nhớ rõ lắm. Một cái team băng đi ha, sát thủ có cầm team băng là thích rồi. Này Jesu sát thủ này nó chém mày thôi chứ ra bãi luôn đấy, vừa là đam chuẩn vừa là đam chí mạng, xong rồi còn thân cái ba ti này ánh sáng nó đánh thì thôi, nhức cái nách. Và quan trọng là Pharaoh được Jesu ba nè, trận này thì mình chết sơ qua thì có tầm 1-2 nhà dành á. Còn tí nữa người ta có bích tướng để khắc chế mình hay không thì mình cũng chưa biết nha. Hôm nay quẻ mật đồ ác rồi. Mà Jesu nó chém kìa. Nice. Hơi bị chất lượng luôn. Có khi nào mình roll ra được nóc tuôn 3 trước Jesu 3 luôn không ta? Nghi quá. Nghi luôn á. Lucian. Chém Lucian kìa. Ủa lại chém Galio này hỏng rồi. Ok. Ôi giúp gai nữa. Nhìn hơi chán nha. Mà không sao vẫn thắng. Chỉ sát thủ là sợ nhất mấy ông nào mà lắp giúp gai tên đâu mà. Jesu bằng tiểu học quá, lên 2 sai giùm mình các bạn. 2 sai giùm mình các bạn, được không?
vẽ đến mức mà phải lượm con Jason ngồi từ đâu đi chợ về rồi mà vẫn không lên được 2 sao nè anh em. Vẽ lắm luôn rồi đó. Lượm mà về rồi không lên được 2 sao, cay thế không biết. Nhưng mà nãy giờ anh em thấy không, mặc dù là chỉ là Jason 1 thôi nhưng mà cái lượng đam nó gây ra luôn luôn là gấp đôi so với thằng đứng thứ hai. Mấy ông này nhìn chói mắt thế nhờ, nhìn nó đau mắt thật đó chứ. Anh nó chén kìa, wow, chất lượng đường hỏi luôn, wow. Thu vực giáp lửa, giáp lửa đốt rồi. Cái này em chơi mực, ba người chơi mực luôn hay sao á? Ông này dắt vàng thay mai hả? Nhìn ghê gì. Kalis sắp 3, Brian sắp 3 luôn kìa. Đang nuôi thêm Nunu nữa. Có quà, có quà. Ok, một cái găng, một ui hai cái găng anh em. Rồi hai cái găng thì biến sát thủ thôi chứ gì nữa. Trời ơi, một phát hai cái găng anh em. Đây. Anh em nghĩ mà giờ chơi 6 sát thủ hay là chơi 4 đại sứ nó ngon hơn ta? Không lên được Jesus 2 luôn anh em. Trời ơi. Trời này lên Jesus 2 còn không nổi chứ nói gì Jesus 3 trời. 6 nóc tu nữa. Khổ quá mà. Dồn hết đồ cho anh ta mà giờ không lên được 2 sao cái đầu bồi luôn. Ai à. Dùng hết đồ cho nó giờ không lên được 2 sao quý. Sắp cúp luôn ạ. Sắp cúp luôn rồi đó nha. Nó lắp cái vô cực cho Dana luôn ta. Ê. Họ lắp nóc tuôn đi nè. Dana lắp vô cực hơi tấu hài. Ồ ông này Nili quả đội chiến thế nhờ. Ra một cái nơ cô thôi là được. Không đòi hỏi gì nhiều anh em ơi, không cần rớt đồ cũng được, không cần rớt đồ cũng được, một cái nơ cô thôi là được. Lại thêm một cái kiếm BF, đậu mí, kiếm súng hết tết nữa. Jesus 2 đâu rồi anh em? Thấy bất lực quá. Nóc tuôn sắp 3 luôn rồi kìa anh em ơi, nhưng mà mình không có muốn nuôi 3. Trời ơi, đội hình sát thủ full 2 rồi. Từ con 1 tiền, 2 tiền, 4 tiền. Con Lee Sin bỏ vào chơi thôi cũng lên được 3, cũng lên được 2 nữa mà riêng Jesus này nó không lên 2. Đội hình 7 con, 6 con 2 sao, riêng Jesus 02, đỉnh thật. Đâu phải ai làm được đâu anh em ơi. Đâu phải ai cũng có cái tay roll cao siêu như mình đâu. Ô, nhưng mà nó vẫn mạnh anh em à. Thế nó mới đầu chứ. Mặc dù một sao nhưng mà chiếm nó vẫn khác. Sợ là mình không muốn nuôi nắp tuôn 3 chút nào luôn á. Sợ là mình nuôi 3 cái là nó dành hết sân khấu cùng Jesus anh em ơi, nó quậy hết làm sao. Ok. Ok. Trời ơi là trời, chưa bao giờ mà lên được Jesus 2 nó khổ đến như vậy. Chưa bao giờ mà lên được Jesus 2 nó khổ đến như vậy luôn á. Bán Ire bỏ lọn vào nha anh em. Tại vì nãy giờ mình bỏ con Ire vào để mình kích cái quân đòn lấy hồi máu như Jesus thôi. Tại vì với cái lối lên đồ này Jesus nó sẽ không có hồi phục á. Mấy thường mình chơi Doctoon nó thì vẫn có hồi phục từ skill của nó với lại là cái tà thần nó hồi sinh lại á. Còn mấy giác sát thủ này nó không có hồi phục, phải bỏ búp vào.
Chơi số 2 chém khác biệt không anh em? Solo mày. Solo mày. Ok, tích tiền lại rồi, như số 3 tiếp nha. Khổ quá. Giờ thua thêm trận nữa là hơi căng á anh em ơi. Rơi vào vòng nguy hiểm cái này. Ok, giáp gai với chúng tôi. Trận này nên lắp giáp gai nhiều quá ta. Xương xương là cũng hai người lắp rồi đó. Hôm nay tính luôn FE3 à. Có biến sát thủ là mình chắc cũng lấy luôn rồi đó. Bỏ bớt mấy con phế ra này mà. Biến hệ trận này nhiều thật á. Biến hệ trận này đúng nhiều luôn, ra liên tục. Ly sinh sắp 3 tới nơi luôn rồi. Ly sinh nó sắp 3 luôn rồi kìa anh em ơi. Giê-xu vẫn 3 con thôi, rất là khiêm tốn. Còn em level 8, level 9 tới nơi hết luôn à. Mình mới level 7 à. Vẫn đang ngồi miệt mài rôn tướng. Chém. Ui, chém một chết hai anh em ơi. Mấy cái cung ánh sáng này nó sốc đam ác thật chưa. Đam, nó đam lan ra anh em. Đau thật á. Hôm nay mình lên được quả lưu này, quả lưu sinh 3 rồi mình cũng chịu đó nha, thua chắc luôn á. À mà chưa anh em ơi, đừng quên mình là sát thủ chứ. Mấy con carry mà đứng gần sau như này thì sát thủ nó thích lắm. Ok ok, 5 Giê-xu rồi, 5 Giê-xu rồi. À 24 máu hả? À nếu như mà thua một trận nữa là mình sẽ bắt đầu mình roll nha. Trận này căng đó, 2 máu, 9 máu, 18 máu, 21 máu, 22 máu. Mình 24, ông top 1 là có 27 máu à. Hết cái round này là sang round 6 rồi mà vẫn còn 7 người sống á. À, cái này phải sắp thôi, cái này phải sắp tem lại thôi anh em ơi. Tầm này thua một phát là tỷ lệ cúc rất là cao. Kêu hơi có quả tờ rét kìa. Mẹ chắc đánh thường phát chết tem mình luôn quá. Yasuo lao được. Ui, Yasuo nó chém 12.000 đam. 12.000 đam. Thứ gì mà chịu nổi trời. Mạnh thật chứ. Đừng có ông nào để ông kia nuôi được cái con Nunu 3 nha. Nunu 3 mà nó xếp đẹp đẹp, nó nuốt Giê-xu mình cút luôn anh em. Tim băng à. Ôi, lại thêm một cái tim băng. Giê-xu ok ok, Lee Sin luôn. Wow. Hết cái round này á, roll được quả Lee Sin 3 với lại là Giê-xu 3 là tắt máy đi ngủ nha. Tại vì thắng chắc rồi chứ chơi bởi gì nữa. Neko đi, Billy. Một cái Neko thôi. Neko. Ui. Không ra Neko nhưng mà ra Giê-xu anh em ơi. Được. Không ra Neko nhưng mà ra Giê-xu. Hợp lý quá vậy ta. Ui, Lee Sin 3 trước luôn nè. Giê-xu nè, một con nữa là đủ. Wow.
Lúc đầu roll này đúng khó luôn mà tự nhiên vào đây roll ra dễ quá à ta. Nó bị ảo luôn á. Ảo ma Canada thế nhờ. Người sinh đồ cũng đẹp anh em. Đây cho anh em chiêm ngưỡng cái quả Yasuo bay nó chém như thế nào nha. Đồ như này thì chém rất là đau. À, cho full tăng thiết giáp Cinderella 3 về cốt đồ thế giới. Wow. Cinderella nếu em phát Yasuo nửa cây. Lại Yasuo chiếm đi bạn. Ok, ok. Không nổi rồi. Cái này nếu mà Yasuo chiếm thì ăn chứ Lee Sin đá như này sao ăn. Cái gì mà vẫn thua được. Cái gì mà vẫn thua được anh em. Ai à. Ông ổn rồi. Đội hình này mà vẫn thua được à. The fuck. Ui nó tuôn một con nữa ba nè. Từ nha về cốt nhiều dữ gì. Top 1, top 3 với con hết. Ui ông này quẩy Lucian đồ chiến thế. Galio giúp gai nữa. Nhưng mà mình nghĩ mình ăn được á anh em. Vì ông này không có cover nổi đâu. Nãy có Cinderella nó quăng Yasuo mình hai lần liên tục á. Thì chém nó mới không được. Chứ tầm này Yasuo chém được. Yasuo chém được anh em. Ua Hasegi quanh soạn Lucian luôn kìa. Thấy không. Ông Vcod kia ăn ông Vcod nọ. Hai ông Vcod đánh nhau một ông đi xa rồi. Một ông Vcod alo một ông Nocturne nó không ra. Phải xếp thôi. Kaylee 2 nữa, lúc 3 nữa. Ông này mà có biến thiên thần thôi chứ chính thiên thần là chắc là mình thua luôn quá. Hơi là ông không có đó anh em. Ông kia gặp mình đúng không? Ông này gặp bản thật, ông kia chắc gặp bạn ảo. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa lóc mình luôn mà. Ủa Dana, Lee Sin nó làm quả combo kìa. Còn Lucian để Yasuo lo được. Ông này gặp mình thua luôn, thua đậm luôn. Ông này thua luôn, nãy xứ. Quên luôn rồi, quên luôn rồi, quên luôn rồi. Bị kẹt rồi. Bị kẹt rồi. Ok và GG tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.